có nên đặt booking vào tòa GS5 The Miami không? Hôm nay thì Vượng Len sẽ phân tích theo góc nhìn của mình về điều đó và giới thiệu cho anh chị nắm được rõ vài mục quan trọng trong quá trình booking. Và đầu tiên là trả lời câu hỏi là có nên đặt booking vào tòa GS5 The Miami không? Hỏi 10 sale thì chắc 10 sale sẽ bảo là có rồi. Nhưng mà với mình thì đầu tiên là phải xét trên các yếu tố sau. Nếu mà anh chị mua để ở thì anh chị xem là tòa GS5 có gần với nơi làm việc và học tập của anh chị hay không, và giá tiền thì có phù hợp với anh chị không. Hiện tại chủ đầu tư đang đưa ra giá là từ 60 triệu trên mét vuông, chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì. Anh chị lưu ý là do giá chung cư giờ là chỗ nào cũng cao nên là các chủ đầu tư thì thường sẽ đưa ra giá là chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì để mình cảm thấy thấp, nên là anh chị cân nhắc kỹ về mức giá này để xem là tài chính của mình có đủ hay không. Còn vượt hơn thì là càng tốt để anh chị có thể là lấy được căn, nhất là những căn đẹp. Tiếp nữa là thời gian nhận nhà là quý 1 năm 2026 thì có phù hợp với anh chị không? Rồi xét về hướng ban công, về thiết kế căn hộ có phù hợp với anh chị không? Ngoài ra thì dự án Vinhome Smart City thì có nhiều tòa và phân khu, mỗi tòa thì đều có ưu nhược điểm riêng. Anh chị đã nắm rõ về tòa GS5 chưa? Và xem là mình có chấp nhận được nhược điểm đó hay không? Và với anh chị có nhu cầu đầu tư thì cũng như vậy, anh chị cần làm rõ mong muốn đầu tư là để lấy dòng tiền hay là để tăng giá vốn và kỳ vọng là bao nhiêu để xem là tòa GS5 thì có đáp ứng được hay không. Sau khi mà trả lời được các câu hỏi trên, nếu mà tòa GS5 phù hợp với anh chị thì anh chị nên đặt booking. Vì đầu tiên là anh chị sẽ được hưởng cái chiết khấu booking từ chủ đầu tư lên tới 100 triệu. Và chiết khấu quà tặng này thì có giới hạn anh chị nhé, nên là đặt càng sớm thì là càng tốt. Chứ tới lúc mà chủ đầu tư báo hết chính sách rồi anh chị mới booking thì là rất là tiếc. Tiếp theo là cơ hội để anh chị lấy được căn, nhất là những anh chị nào mà thích tầng đẹp, căn đẹp nữa. Vì booking này sẽ xếp theo thứ tự thời gian mà anh chị chuyển tiền booking, nên là booking trước thì anh chị sẽ được lựa chọn trước. Và cuối cùng là booking này thì có hoàn lại, nên nếu mà không khớp được căn ưng ý hay là giá cao quá vượt với khả năng của anh chị thì đều có thể hoàn lại tiền cho anh chị nhé. Tiếp theo là giới thiệu, anh chị nắm được rõ thông tin quan trọng về booking. Số tiền booking là 50 triệu. Chủ đầu tư nhận booking từ ngày 20 tháng 8 năm 2024 thì với hai loại căn là căn 2 phòng ngủ và căn 3 phòng ngủ. Tức là với loại căn khác thì chủ đầu tư không nhận booking. Khách hàng booking sẽ định danh theo tên của khách hàng. Mỗi một lệnh chuyển khoản thì được tính là một booking. Mỗi một khách hàng thì được booking tối đa là 2 booking. Chủ đầu tư sẽ xác nhận số thứ tự booking cho từng khách hàng căn cứ vào giao dịch sao kê, tiền đổ về trên tài khoản nhận booking hàng ngày. Ưu tiên quyền chọn căn cho khách hàng đặt booking sớm và giới hạn phần quà nhận booking theo thông báo của chủ đầu tư khi mà đủ số lượng booking. Đó là toàn bộ thông tin mà Vượng Len muốn chia sẻ. Hy vọng là video sẽ hữu ích với anh chị. Anh chị nào mà cần tư vấn hay là giao dịch mua bán thì có thể liên hệ trực tiếp tới Vượng Len qua số hotline 0936 848 555. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video sau.